Thanh gửi đến 500 anh em rải rác trên toàn thế giới. Đã biết bao nhiêu triệu năm nay anh em của chúng ta đã đấu tranh. Nào là tiền đẹp, tiền hiếp. Nào em cứ cả 200 anh đi. Mày sẽ thua 40 công ty này. Nhưng ngày hôm nay anh em của chúng ta phải đối đầu với một đại nạn thế kỷ mới. Và kẻ thù của chúng ta không phải là ai khác xa lạ, đó chính là các thợ mỏ chuyên nghiệp. Đúng rồi đấy, là các em nuôi của các ông đấy. Mấy ông còn có em cái nuôi. Còn tôi có em gái người đi nuôi. Để tránh tình trạng gia tăng tỷ lệ thất nghiệp của anh em chúng ta, sau đây mình sẽ đưa ra một số trường hợp để các bạn có thể biết và né tránh được những nàng thợ mỏ như vậy. Nếu mà các nữ của anh em á, mà cứ đòi nàng này: anh ơi, mua cho anh cái váy này nè, cái này nè, thì chắc chắn cô ta là thợ mỏ. Nếu mà mỗi khi bạn dẫn cô ta đi ăn mà cô ta bắt bạn: anh ơi, tính tiền cho bạn trai em nhá, thì chắc chắn cô ta là thợ mỏ. Nếu mà các bạn hỏi cô ta rằng em thích màu gì: màu vàng anh nhé, thì ủa nhưng mà cái này màu xanh lá cây mà. Không, màu vàng cơ. Thì chắc chắn cô ta là thợ mỏ. Nếu mà cô ta mà tự nhiên vô cớ nói với bạn rằng em có chuyện buồn anh ơi, thì chắc chắn cô ta là thợ mỏ. Nếu mà sắp đến sinh nhật của cô ta mà cô ta giả vờ hỏi lần rằng anh biết chuẩn bị ngày gì chưa, thì chắc chắn cô ta sẽ là thợ mỏ. Nếu bạn dẫn cô ta đi ăn hủ tiếu cỏ nhưng cô ta lại gọi ra một tô: cho tao hủ tiếu mì em ơi, chắc chắn cô ta là thợ mỏ. Nhưng mà giả sử cô ta có gọi hủ tiếu chăng nữa nhưng cô ta lại gọi thêm một trứng đi nha, thì chắc chắn cô ta là thợ mỏ. Nếu mà bạn có nhắn mấy cho cô ta nhưng mà bạn lại nhận lại được một tin nhắn gọi là cho em, thì chắc chắn cô ta là thợ mỏ. Nếu mà bạn nợ cô ta 2000 cô ta lại đòi bạn 3000 thì chắc chắn cô ta là thợ mỏ. Nếu cô ta ăn táo mà cô ta không gọt vỏ thì chắc chắn cô ta là thợ mỏ. Nhưng gọt vỏ thì sao? Có gọt vỏ nhưng là ăn luôn hộp thì chắc chắn cô ta là thợ mỏ. Nếu mà các bạn đố cô ta rằng một kiếm vàng với một kiếm bông gòn cái nào nặng hơn, và cô ta trả lời rằng đương nhiên là vàng rồi, thì chắc chắn cô ta bị ngu các bạn ơi. Một ký này phải bằng một ký kia chứ. Nếu mà bà hỏi mỏ là cái gì mà cô ta trả lời mỏ là cái mỏ, thì chắc chắn cô ta là thợ mỏ. Mà nếu cô ta trả lời đúng đi chăng nữa, mỏ là mỏ chứ không phải mỏ là cái mỏ, thì tức thì 100% cô ta là thợ mỏ. Nếu cô ta trả lời mỏ là mỏ chứ không phải mỏ là cái mỏ, nhưng trong đầu lại nghĩ mỏ là cái mỏ chứ không phải là mỏ, thì tức thì 100% không thể đâu bạn.